Hello everyone, video này mình sẽ chơi rất là nhiều game. Và đầu tiên là chúng ta sẽ đến series game Season Head Chapter 2 trước nha. Ấy hỏng rồi các bạn ơi. Đùa nhau, ok, thì mình sang game tiếp theo thôi. Chapter 1 Season 8, Chapter 1 Ây ạ. Nó có lâu rồi mới bắt được mình các bạn ạ. What? Ơi, nhảy xi tội. Rồi xong, hết pin rồi. Chết luôn. Thank you.
đuổi đi đuổi đi lêu 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 lêu. Ôi tôi xong rồi. Con này đuổi ra hết rồi. Mình sẽ nhảy. Xong rồi, tôi om rồi các bạn ơi. Ok. Mình sang game tiếp theo nào. Đây, mình sẽ đi tìm game. Con này xấu quá. Nhảy sợ chứ. Đây rồi. Chờ cái xe cảnh sát nào. Ok. Rồi, mình sẽ sang game tiếp theo thôi. Slender. Chúng ta phải tìm 7 tấm bảng như thế này thì phải. Chúng ta phải tìm 7 tấm như thế này. Okay.
xem nào. Đấy, chúng ta gặp quản lý chúng ta phải quay mặt đi thì nhanh, phát quay luôn các bạn ạ. Hello Lee Boy. Hello Lee Paul. Paul. Ông nhìn cái gì? Nhìn mà nhìn. Đây là khoảng người đa là bị xèo. Con tê liều.
cây cảnh này không? Rồi, có một con ở trên này này, con này. Ở đây. À, mấy cái cơ. Ok, và mình sẽ sang game tiếp theo nào. Troy Quest Horo. Nột áo ra này. Mày sợ chưa? Bay. Ha ha ha. Ui dồi. À lớn cứt mũi các bạn ạ. Về bạn. Xì. Úi dồi ôi. Thì ra con này chỉ là hơi thôi ạ. Wow. Yes. Bắt vào mồm luôn. Ok, và mình xem game tiếp theo nào. Kali Granny Momo. Day one. Chắc chắn là day one rồi các bạn. Nó cũng phải gọi là đỏ quách luôn các bạn. Mặt kìa. Đúng lắm. Đây. Các bạn xuống nhẹ. Ok, ok, mình sẽ phải đi xuống dưới ạ. Thank you.
bà Granny này, chắc là bà ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ sao ấy, nên là cái mồm nó dính quá cả, sợ rồi. Tại là trước mình bắn bài nên là bài thế này. Ai à, sao mẹ bị đập được, mình đang trong hố mà. Trời đất, ok chúng ta sang game tiếp theo thôi. Đây là phần 1 của Hello the Boy. Đây là Big Sale. Loát hơi lâu. Sợ cái trò gì đây các bạn ạ? Ok, vâng, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.